Hoa hậu Phương Lê chọc tức Hồng Phượng tặng cho Hồng Loan xe mới cực sang còn tuyên bố Loan thích chị tặng 10 chiếc cũng được. Mới đây trong livestream mới nhất của mình Phương Lê hé lộ đã tặng cho Hồng Loan chiếc xe mới hiệu Peugeot 3008 hơn 2 tỷ. Chị còn dí dỏm nói con ve mà nó biết chắc nó tức lắm. Ngay sau lời cảm ơn của Hồng Loan Phương Lê còn tuyên bố nếu em thích chị tặng cho em 10 chiếc cũng được. Được biết các chi phí bao gồm lệ phí trước bạ, ra biển số thành phố Hồ Chí Minh, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm vật chất, chi phí lưu hành đường bộ và phần thuế thu nhập cá nhân khi nhận xe đều được Thaco Auto chi trả. Giá niêm yết chiếc xe là hơn 1,92 tỷ. Sau khi hoàn thành thủ tục lăn bánh, tổng giá trị món quà này hơn 2 tỷ. Chiếc Peugeot 3008 được Phương Lê tặng cho Hồng Loan thuộc bản GT Line màu đỏ. Đây là màu do chính Loan lựa chọn khi trực tiếp trải nghiệm xe tại showroom. Ngay khi có thông tin về chiếc xe, không ít người nghĩ rằng đây là chiếc xe được sản xuất từ lâu, nhưng thực chất, chiếc xe này là phiên bản mới nhất năm 2023 được biết gần đây hồng loan và phương lê chính thức kết nghĩa chị em phương lê từng chia sẻ vì thương hoàn cảnh của loan thêm nữa khi nhìn thấy loan bị mẹ con bà sáu bảo ức hiếp phương lê phẫn nộ và muốn làm điều gì đó giúp đỡ cho người em yếu thế để chống lại sự ức hiếp được biết sau khi giúp đỡ hồng loan công việc của phương lê bất ngờ cũng thuận lợi hơn rất nhiều chị nghĩ đây là trời thương muốn chị giúp đỡ loan nên từ đó chị càng tích cực hơn Ngoài việc tặng xe, Phương Lê cũng tài trợ bộ răng sứ hơn 400 triệu đồng cho Hồng Loan và tuyên bố sẽ lo toàn bộ chi phí ăn học cho các con của Hồng Loan. Những việc làm của Phương Lê luôn được fan ủng hộ nhiệt tình, khiến chị càng hào hứng hơn. Phương Lê tặng Hồng Loan dây chuyền 310 viên kim cương, gửi 300 triệu cho Bình Tinh mua xe hơi. Phương Lê dù chỉ mới quen biết Hồng Loan và Bình Tinh thời gian gần đây, nhưng cô sẵn sàng chi tiền để giúp đỡ những người em của mình. Từ khi Hồng Loan vướng vào ồn ào kiện tụng với mẹ con cô Sáu Hồng Nhung Hồng Phượng, Bên cạnh cô luôn có sự giúp đỡ của chị Ni, người chị chẳng phải bà con thân thích, nhưng luôn xem con gái của nghệ siêu Tú Vũ Linh như em ruột. Đặc biệt, thời gian gần đây, Hoa hậu Phương Lê cũng trở nên thân thiết với Hồng Loan và dành những điều tốt nhất cho người em vừa mới quen biết. Sau khi tài trợ Hồng Loan làm trăng mua túi hiệu tặng, mới đây nhất, Hoa hậu Phương Lê vừa chia sẻ tặng con gái của nghệ siêu Tú Vũ Linh một sợi dây chuyền với 310 viên kim cương tự nhiên vô cùng đắt đỏ. Nữ doanh nhân bày tỏ rằng, đối xử với em bằng tình thương, dù người dương nhưng sẽ hơn ruột thịt. Đó là lời hứa của tôi. Nhưng hôm nay, tôi có sợi dây chuyền đính kim cương có 310 viên kim cương. Thật ra tôi định tặng cho Loan bí mật, nhưng bí mật không có vui. Đây là sợi dây chuyền có 310 viên kim cương, từ 2 ly 8 đến 4 ly rưỡi. Những viên kim cương từ nhỏ đến lớn, đây là kim cương thiệt, ít nhiều gì bạn bè tôi cũng thấy tôi đeo cái này rồi. Nhưng hôm nay, tôi tặng em Loan làm kỷ niệm. Em đeo rồi sau này không đeo nữa tặng con gái hoặc con dâu cũng được, thương em nhiều. Trước những chia sẻ của Phương Lê, dân tình không khỏi trầm trồ bởi nữ doanh nhân và Hồng Loan chỉ mới quen biết nhau cách đây không lâu, nhưng bà mẹ ba con đã mạnh tay tặng quà khủng cho con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nhiều người cho rằng vì đồng cảm cũng như thương cho hoàn cảnh của Hồng Loan phải chịu suốt bao nhiêu năm nay mà Phương Lê không tiếc bất cứ thứ gì từ trước đến nay, Phương Lê vốn nổi tiếng là người chịu chơi, chịu chi, không có gì ngoài tiền và cô sẵn sàng chi cho người xứng đáng. Không chỉ tặng kim cương cho Hồng Loan, Phương Lê còn bất ngờ chuyển 300 triệu tặng bình tinh vào lúc nửa đêm, khiến nữ nghệ sĩ cũng ngỡ ngàng. Trên trang cá nhân, con nuôi của nghệ sĩ Tú Vũ Linh chia sẻ, 11 giờ khuya điện thoại tin, người chuyển khoản Lê Thị Hậu Phương, tức là Phương Lê, tặng em gái 300 triệu phụ mua xe. Trời đất ơi, gì vậy chị ơi, Trước đó, Bình Tinh vừa khoe hình ảnh chiếc xe mơ ước là ngay lập tức Phương Lê đã ủng hộ cho em gái mình bằng cách chuyển tiền. Phía dưới bình luận, Phương Lê để lại lời nhắn, thương em bé nhỏ xíu lắm, ôm hôn cái coi. Đáp lại, Bình Tinh gửi lời cảm ơn đến Phương Lê, nhưng cô cũng từ chối nhận món quà này vì quá lớn. Nữ nghệ sĩ bày tỏ, chị làm em bất ngờ quá, nhưng em xin không dám nhận nhà chị yêu ơi. Năng nỉ chị cho em số tài khoản em chuyển khoản lại nha. Chị thương Loan lẽ em vui lắm rồi em cảm ơn chị yêu nhiều lắm Luôn giúp đỡ tụi em từ tất cả Em không muốn chị tốn kém như vậy Dù biết đối với chị không có gì ngoài tiền Mai mốt em có cái khác Nhẹ xíu em nhận he he Phương Lê đúng là người chị hiếm có khó tìm Nếu đã giúp thì sẽ giúp bằng cả trái tim Cũng mừng cho Hồng Loan Vì giờ đây được nhiều người yêu thương như thế Hoa hậu Phương Lê Chị Ni thông báo sẽ mua cho Hồng Loan Căn hộ 10 tỷ Tại buổi livestream mới nhất, Hoa hậu Phương Lê cùng chị Ni tuyên bố sẽ mua ngay cho gia đình Hồng Loan một căn hộ trị giá 10 tỷ đồng. Hồng Loan nhận được quá nhiều sự ưu ái từ các anh chị và những khán giả yêu thương cô. Mới đây, trong buổi livestream trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng bức xúc khi nói về chuyện Hồng Phượng mỉa mai chuyện cho Hồng Loan mượn áo mắc để mặc chăm sóc Vũ Linh ở bệnh viện. Nàng hậu mỉa mai, cháu gái ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng rằng áo Gucci nếu Hồng Loan chịu chị tặng cho nó 100 cái chị là người dưng đó nha còn chưa bao giờ được ba nó cho một cục kẹo mà chị còn có thể đối xử với nó như thế còn cưng kỳ quá nó mượn em có cái áo mà em cũng đưa hình lên mạng nó bêu diếu tại sao nó phải mượn áo của em vì nhà nó ở xa vì nhà nó ve ở không chỉ thế phương lê còn cho biết cô mê vũ luân và từng muốn làm con dâu của vũ linh tôi mừng lắm loan có anh hai rồi và ngày xưa đến giờ tôi đã khoái anh hai rồi tôi mà còn con gái là tôi đã tỏ tình rồi Lúc chú mới nhận nuôi anh hai đã khoái rồi Muốn làm con dâu của chú Còn bây giờ tôi già rồi, ba đứa con rồi nên thôi Chứ nếu còn con gái là cu anh hai liền 6 giờ sáng nào cũng banh con mắt dậy Đứng trước cửa nhà anh hai Trồng cây si, lấy siêu xe đến chừng nào Anh hai cắn câu luôn Nhưng mà thôi vụ đó bây giờ dẹp rồi Tôi cảm thấy không đủ sức Duyên của mình làm anh em thôi Anh hai cũng nói Mấy đứa em đi coi bớt quậy Xong rồi tự nhiên có thêm một người bạn là bà Ni Nàng hậu cũng dành tình cảm cho bình tinh vì bình tinh đứng về lẽ phải cuối cùng phương lê tiết lộ lý do thân với hồng loan dù trước đó cả hai chưa từng quen biết bởi vì tôi thích hồng loan vậy thôi hoa hậu phương lê kết anh hai vũ luân Fan bất ngờ khi Hoa hậu Phương Lê thích Vũ Luân từ khi cố nghệ sĩ Vũ Linh nhận anh làm con nuôi. Biết được điều đó, fan hai bên tích cực đẩy thuyền, cho hai anh chị sớm thành đôi. Hồng Loan ủng hộ hết mình nếu hai anh chị có duyên. Phương Lê lái siêu xe đón Hồng Loan đi xem show diễn Vũ Luân. Cô không quên mang món quà đặc biệt tặng người trong mộng, bó hoa trị giá 50 triệu đồng. Ai cũng lóa mắt trước sự chịu chi của Phương Lê. Phương Lê dù mới chỉ quen biết Hồng Loan và Bình Tinh thời gian gần đây, nhưng cô sẵn sàng giúp đỡ những người em của mình từ khi hồng loan vướng vào ồn ào kiện tụng với mẹ con cô sáu hồng nhung hồng phượng bên cạnh cô luôn có sự giúp đỡ của chị ni người chị chẳng phải bà con thân thích nhưng luôn xem con gái cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh như em ruột gần đây hoa hậu phương lê cũng trở nên thân thiết với hồng loan và dành những điều tốt nhất cho người em vừa mới quen biết phương lê dù chỉ mới quen biết hồng loan và bình tinh nhưng cô sẵn sàng giúp đỡ những người em của mình một cách nhiệt tình Vũ Luân và Phương Lê đưa nhau đi nghỉ tuần trăng mật ở Phan Thiết. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Phương Lê chia sẻ khoảnh khắc chị và anh hai Vũ Luân đưa nhau đi nghỉ tuần trăng mật ở Phan Thiết. Trong đoạn video này, Phương Lê ăn mặc trang phục áo hai dây trẻ trung gợi cảm, Vũ Luân với trang phục mắt kính và quần short trẻ trung. Chị tiết lộ rằng anh chị đang nghĩ đi tuần trăng mật. Nhìn cả hai cực xứng đôi vì ít ai nghĩ rằng họ đã 40-50 tuổi, nhìn họ như những cặp vợ chồng son. Ngoài người em Hồng Loan, nhiều bạn bè và fan hâm mộ tích cực đẩy thuyền cho Phương Lê và Vũ Luân vì biết cả hai đều có năng độc thân và đều là những người tốt bụng, đến với nhau sẽ rất hợp. Phương Lê cũng hết sức tán đồng ý kiến của người hâm mộ. Nghệ sĩ Vũ Luân từng tiết lộ trước đây có vài mối tình định đi đến hôn nhân, nhưng rồi họ lại không thích cái nghề của anh. Họ yêu cải lương nhưng không muốn người yêu của họ đi theo cải lương. Họ muốn tôi kinh doanh nghề của họ một người nghệ sĩ mà bắt ngưng hát để làm một công việc khác thì rất buồn nhiều người hỏi tôi tại sao không chọn cả hai tại vì họ không chọn chứ đâu phải tại tôi người ngoài nghĩ rằng đào với kép ôm nhau trên sân khấu là sẽ có cảm tình thành ra tôi có hai lần định đi đến hôn nhân nhưng không thành tôi nghĩ sau này nếu có người phù hợp và hiểu cho nghề của tôi thì tôi sẵn sàng chấp nối phải dùng từ chấp nối vì người tôi chọn chắc cũng trải qua lần giang dở tôi sẵn sàng nếu họ thật sự hiểu tôi và hiểu nghề của tôi phương lê cũng đáp trả ngay chị sẵn sàng chấp nhận và yêu nghề của anh là người phụ nữ chắc chắn phải chấp nhận những điều đó dù anh vũ luân có làm nghề gì đi sớm về khuya tôi vẫn chấp nhận đã yêu là phải biết thấu hiểu cho nhau và bản thân phương lê cũng không phải người hay ghen khi đã yêu là sẽ luôn tin tưởng người mình yêu